Nhung ơi, Nhung ơi, Nhung đâu rồi? Em ơi, em đây nè. Chào anh Quỳnh. Lâu lâu mới gặp lần, xưa nay cao dữ. Tại vì... cao hơn tôi luôn trời. Kệ em. Ok, how are you? I'm okay, how about you? Sick. Oh, you sick? Okay, stay away, đứng xa. I think about you, love sick now. Love sick or love sick? À, love sick là tương tư, phải không? Không dám đâu. You love sick to me? Love sick? You, yeah, you love tương sick. Tư Phi Nhung hả? Cái đó để thầy xảy hai đôi dép lên xin sức đúng. À, kính thưa quý vị, thời gian thật là nhanh. Bình Quỳnh và Phi Nhung gửi đến quý vị một liên khúc gồm hai nhạc phẩm. Bài hát đầu tiên Lại Nhớ Người Yêu và Ước Mộng Đôi Ta. Quý vị cùng lắng nghe sau đây. Lâu lắm không mắc chung, giờ không biết còn nhớ không ạ? Nếu mà Nhung quên, Quỳnh nhắc. Ok. Hai đứa mình cứ như vậy hoài. Phải cứu nhau, từ hôm qua Nhung đã cứu mình Quỳnh mấy show rồi. Trời ơi, ra thời buổi giờ tôi cứu phải trả tiền chứ, chứ đâu phải là tôi cứu không đâu. Đúng không quý vị? Ủa, xô lãnh tiền mà bệnh không hát được, với Nhung hát thì phải trả cái tiền lương lại cho tôi chứ. Chứ đâu có hiền, tôi hiền quá mà. Okay. Trời ơi là trời. Okay. Trời ơi, bao giặc để cho chút xíu nữa hai đứa nói chuyện tùm lum hết á. Quỳnh ơi, không biết tại sao tối hôm nay Nhung thương Quỳnh quá à. Nhớ Quỳnh quá à. Vì sao em nhớ anh thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mắt. Nghe nè. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay. Tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng tim vàng em sáng rọi lòng. Thẫn một mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay là trăng sáng rọi đường bên. Để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không. Trọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương như người yêu. Em cũng nghĩ vậy đó. Hỏi Nhung câu như thế này nha, trả lời thật lòng nha. Rồi, anh hỏi đi. Em qua bên này em nghe. Anh hỏi em rằng sau này chúng mình nếu được gần nhau, em ước mơ gì? Thật lòng mong ước hay nói đi em. Em đừng e ấp nếu đôi mình đã thật lòng yêu rồi, em chớ giấu hay ngại ngùng. Chuyện mình tương lai trong lòng em mơ chi, em đừng e ấp hay giãi bày lòng cùng anh. Em chỉ mong rằng chúng mình suốt đời gần nhau. Em chỉ lâu vàng, xin tình yêu hãy
trọn đời mình không quên. Em thấy muốn biết đã ăn làm vừa lòng không. Nhung ơi, dù cho sóng gió còn nhiều, lòng anh chỉ ước mơ rằng dù ngàn gian lao ta nguyện không thay đổi. Dù nghèo gian khổ trong mái tranh nghèo vang tiếng cười bay trẻ thơ, mơ thế thôi ước mơ sau này. Chiều chiều em ra cửa đón, đón anh trở về trên môi nở nụ cười tươi. Đêm tối quay quần ta kể chuyện vợ chúng mình gặp nhau. Thôi đừng nhắc nữa kéo tôi thẹn thùng rồi này. Ai bảo anh quá ấy yêu mà chẳng tỏ bay. Này người yêu ơi, chẳng tỏ bay sao em. Anh chỉ mong ước thế em làm vừa lòng không thi nhung. Có em đang làm đó. Dù không, em chỉ ước mơ là em chỉ ước mơ anh đi làm về anh đạp chiếc xe đạp rồi em dẫn bầy con ra đón anh tươi một cái nụ cười thật tươi. Anh còn muốn gì nữa? Lâu rồi em đâu có chịu. Này người yêu ơi, chẳng tỏ bay không em, xin hãy nhớ đã yêu rồi chẳng rời lại hát cứu Quỳnh nha. Ok, nhưng mà là như nãy Quỳnh hát cải dương rồi, chút chúng hát cầu giọng cổ sẵn quý vị đi. Ok. Chuyện nhỏ không sao. Okay. Cứ đi thoải mái để nửa tiền lương lại cho tôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị lần sau mình Quỳnh về hứa sẽ hát nhiều hơn nữa. Dạ. Thì Dung mở lại hát 10 bài. Hello Dung, thank you ban nhạc. Về Mỹ Quỳnh cứu Nhung. Bây giờ Phi Nhung em mời các anh ban nhạc vô trong uống nước, uống rượu, uống bia gì đi. Rồi chút xíu nữa ra đánh cho em hát tiếp. Nha. Phi Nhung về Hà Nội, Phi Nhung cảm thấy giống như là mình là một cái đứa con hay là một đứa em của tất cả quý vị ở Hà Nội như vậy. Nên càng lúc càng Nhung càng về nhiều, Nhung càng cảm giác là Nhung thấy Nhung tự nhiên, tự tin hơn. Nhung thích nếu mà Nhung có tiền là Nhung mua cái nhà ở Hà Nội, Nhung ở liền. Nhung thích lắm luôn á. Dẫn mấy đứa con của mình ra đi ở luôn cho nó mát. Bây giờ Phi Nhung xin mời quý vị thưởng thức một cái nhạc phẩm cùng với Vũ đoàn Lửa Việt. Đó là nhạc phẩm Tơ Tầm. Phi Nhung xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
trầu cao giờ thì đã héo duyên tơ tầm. Rất nhiều và một bài hát kế tiếp. Phi Nhung hồi xưa thì em còn trẻ lắm. Dạ em ạ, cảm ơn chị, cảm ơn chị. Dạ cho phép em để đây. Hồi xưa Phi Nhung còn trẻ lắm 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 luôn, trong mắt của quý vị là một thiên thần đẹp, hồn nhiên và trong trắng. Chứ nó đâu phải còn như bây giờ. Lúc bây giờ bể phọt quá xấu, mà em vẫn tự tin em đẹp với cái nét đẹp hiền dịu, nét đẹp đúng độ tuổi của em. Nhưng mà bài hát nó không có đúng lứa tuổi nên em cũng vẫn hát. Đó là bài hát năm 17 tuổi em đi lấy chồng á. Vô vàng từng đêm suối lệ tuôn tràn.
con gái cũng qua rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Em hát tự nhiên em nhớ tới cái lúc đó em mới qua Mỹ em đi hát. Mà em hát cái bài đó là em hát cho má của em. Lúc đó em cũng mới có 19 tuổi à, là mình cũng hát cái bài này cho mẹ. Nhưng mà em cũng không ngờ là quý vị thương tiếng hát của Phi Nhung vì cái bài năm 17 tuổi. Nên cái bài đó hình như là sáng tác viết khi mà em chưa sanh ra luôn thì phải. Dạ em cảm ơn anh. Dạ nên bây giờ em hát lại. Tuy là em già nhưng mà bài hát nó đâu có già đúng không quý vị? Dạ. Nhưng mà em cảm thấy nét đẹp của em bây giờ nó đúng độ tuổi rồi. Nó cỡ này là nó đẹp chết người luôn, nó đẹp quyến rũ luôn á. Mấy chị phụ nữ hiểu không? Tuổi này là tuổi chín mùi á, làm chết mấy anh luôn á. À, bây giờ còn một cái bài nữa cùng với Vũ Đoàn Lửa Việt. Nhưng bài này á, là Phi Nhung nghe mẹ của Phi Nhung hát từ xưa. Và khi em đi Mỹ cũng vậy. Mà lúc mẹ còn sống mẹ đã hát rồi. Và sau cái thời gian em được đi Mỹ, em cũng nghe vòng vòng là cô Giao Linh có hát. Nên khi em cũng muốn hát rất là nhiều. Nhưng mà tại chưa có cơ hội. Bây giờ em có cơ hội Phi Nhung hát một cái bài hát này chặn cho quý vị. Chắc là lâu lắm rồi quý vị chưa có nghe. Đó là cho bài hát Nhật Thực. Phi Nhung xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin cảm ơn quý vị. Hát nữa không ạ? Xin cảm ơn. Phi Nhung mời ban nhạc ra. Phi Nhung sẽ hát một cái bài hát rất là quen thuộc mà hồi xưa Phi Nhung ở bên Mỹ. Phi Nhung đã thấp cái gì á, tập bập bẹ để hát cái bài hát này. Mà được ở chùa rồi các bạn sinh viên cùng đi học trường high school với Phi Nhung rất là thích. Nên bây giờ em sẽ hát bài hát này nha. Để em hát bài hát này em hỏi ban nhạc ready chưa? Cho em la thứ và đánh techno cho em. Rồi ở đây cũng ready chưa? Ở đây chuẩn bị xong chưa? Nếu chuẩn bị xong rồi thì đứng lên ghế nhảy nha. Rất là nhẹ nhàng nha. Và bài hát ngẫu hứng lý qua cầu nhảy mới chết chứ. Rồi ban nhạc cho em techno la thứ nha. Ngẫu hứng lý qua cầu. Quý vị có mấy cái đèn mình dơ lên đây cho nó đẹp lên. Tắt hết đèn sân khấu mình dơ những cái đèn điện thoại lên cho đẹp. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, bằng lòng theo anh, bằng lòng đi em về với quê anh.
Vâng, thưa quý vị, theo như thường lệ thì MC đi ra thì ca sĩ sẽ đi vào. Quý vị nghĩ sao ạ? Tôi tin chắc rằng nếu như mà bây giờ mà tôi làm điều đó thì quý vị sẽ không tha thứ cho tôi. Nói như thế này để quý vị yên tâm là Phi Nhung vẫn còn ở lại đây với chúng ta. Nhưng mà Tuấn Ngọc ra sân khấu với một cái... Em xin để cái bông ở đây nha, chút xíu em sẽ dọn hết nè. Chị ơi, em xin phép được cạnh chị một chút nha. Bởi vì anh Henry, anh ấy có giao cho em một cái nhiệm vụ như thế này ạ. Tức là ngày hôm nay tất cả các nghệ sĩ khi mà họ bước lên sân khấu là đều phải gắn mác, đều phải có thương hiệu hết đấy ạ. Ví dụ như là Thiên Thần Bolero chúng ta có rồi này, Người Đẹp Hà Thành Bolero chúng ta có rồi này, rồi sắp tới là còn Công Chúa Bolero, còn Hoàng Tử Bolero. Và bây giờ Hậu Bolero nữa. Vâng, anh Henry anh giao cho em cái nhiệm vụ là ra đây để gắn mác cho chị sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Vâng, thưa quý vị, Người Đẹp Bolero, nhiều con nhất showbiz. Quý vị có đồng ý với tôi không ạ? Nói vui vậy thôi. Nói vậy sao tôi lấy chồng vậy? Cái tuổi này là cái tuổi lấy chồng đó. Thôi chị ơi, chị biết bao nhiêu người yêu như thế này. Lấy chồng làm gì phí lắm. Đúng không ạ, thưa quý vị? Không thôi, vậy đừng có lấy ở vậy cho nó thương đúng không? Cho nó thèm đúng không? Chúng ta sẽ giữ chặt Phi Nhung ở cạnh chúng ta, không cho đi lấy chồng nữa luôn. Đi lấy chồng là không cho về Việt Nam nữa. Quý vị có đồng ý với tôi như thế không ạ? Em già mở ra trời. Phi Nhung mãi phải sống trong trái tim người hâm mộ. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị như thế này. Ngoài cái giọng hát làm say đắm lòng người của chị thì nữ ca sĩ Phi Nhung của chúng ta còn có một trái tim vô cùng nhân hậu. Mà đó cũng chính là vì lý do vì sao mà sau mấy chục năm ca hát cho đến ngày hôm nay, tên tuổi của chị không những không mai một đi mà càng ngày càng được khán giả yêu mến hơn nữa. Có đúng không ạ, thưa quý vị thân mến? Vậy thì ngay bây giờ thì em cũng được khán giả giao cho em một cái nhiệm vụ là bước ra sân khấu để hỏi chị một vài câu. Đó chính là mọi người rất là quan tâm đến cái mái ấm gia đình nhà mình đấy ạ. Cái mái ấm mà chị nuôi 19 cháu bé, những hoàn cảnh mồ côi, những hoàn cảnh không may mắn. Và bây giờ thì cuộc sống của các cháu như thế nào rồi ạ, thưa chị? Hồi lâu rồi thì 19 nhưng mà hiện tại bây giờ thì 23. Tại vì em không có muốn nhận nhưng mà bây giờ bỏ trước cửa nhà mình á. Em thật sự ra em rất là khó khi mà em phải nói ra những cái điều nó không có tốt cho những đứa con của em. Nó không có được may mắn. Nhưng mà cái này là quý vị thương thì em kể thôi, chứ thật sự ra em chỉ muốn là người ta nhìn vô những đứa con em nuôi là do em sanh ra. Chứ em không thích quá khứ của các con. Em sợ sau này có ai quay rồi các con nghe các con buồn. Thì nhưng mà bắt buộc cũng phải nói thôi. Thì cái đứa đầu tiên là bé Quỳnh Trang, là con gái của Phi Nhung, con gái nuôi. Dạ, bé 20 tuổi. Và đứa nhỏ nhất là năm nay 6 tháng. Và các bé và Hồ Văn Cường, những bé mà đi hát thì ở nhà trong mấy em nhỏ. Rồi còn các chú tiểu ở chùa thì là 11 chú chuẩn bị thọ giới sa di xuống tóc để đi tu. Nên em thì hiện tại bây giờ thì Phi Nhung cũng nói chung là cũng ổn. Cũng được may mắn là em nghĩ là em sẽ nhờ cái những đứa con của Phi Nhung trong chùa và cũng như những đứa con mà Nhung nuôi. Mà quý vị thấy như vậy mà quý vị mới thương Phi Nhung nhiều hơn, chứ không phải là thương cái tiếng hát của em gì đâu. Tại vì hát lâu quá rồi nó mòn hết rồi. Em nghĩ quý vị mới thương tiếng hát, thương mấy đứa con em nhiều. Em được mang ké nó là như vậy đó. Nhưng mà nói chung là cũng tạm ổn. Rồi cũng mở được nhà hàng chay cho các con. Bán cũng được, em tính vô Hà Nội em làm cái làm cái nữa để cho các con có tiền để đi tu, đi học, chứ không có gì hết á. Dạ, chứ không có gì hết trơn á. Quý vị thấy đấy, đi hát có bao nhiêu tiền có bao giờ lo được cho bản thân mình đâu. Tất cả cho các con hết, đúng không ạ, thưa quý vị? Và thôi, chúng ta không nói chuyện đó nữa. Bỏ đi. Dạ. Chị Nhung ơi, vậy thì khán giả ở đây, em biết rằng có rất nhiều fan hâm mộ của chị và cũng đang rất là quan tâm. Trong khoảng thời gian sắp tới, chị có một cái dự định âm nhạc mới nào không ạ? Một album mới hoặc là một live show? Có. Ngày 13 tháng 1 là một cái meeting fans lớn nhất trong cuộc đời của Phi Nhung để mà ra mắt quý vị
không có bán vé, nó cũng như là một cái live show. Từ Nhung đón ở Hà Nội thì đi xe ở Nhung đón ba miền là chiếc xe gọi là chiếc xe yêu thương, và sẽ chở quý vị đến Sài Gòn và coi cái show của mẹ con Phi Nhung từ đầu tới cuối. Mẹ dạy các con hát như thế nào và cái cuộc sống như thế nào, và cũng cho quý vị biết và khán giả đã từng muốn gì với Nhung thì lên sân khấu sẽ nói chuyện coi như một cái gia đình, là một cái meeting fan rất là lớn. Và em có phát hành một cái album đầu tiên của Hồ Văn Cường để tặng cho khán giả, tại vì bé thi Việt Nam Idol Kids, bé chưa có ra được xứng CD nào là tại vì bé đi học, nhưng không cho đi, nhưng không cho hát, nhưng mà bây giờ cũng phải đem cái CD đó ra tặng cho quý vị để cảm ơn quý vị đã ủng hộ bé Hồ Văn Cường. Và sau đó thì là một cái cuốn CD về mẹ tâm đắc nhất của Phi Nhung, trong đó có tiếng hát Phi Nhung và Hồ Văn Cường, bé Phạm Tuyết Nhung, bé Quỳnh Trang và cũng như là nam ca sĩ Phú Quý. Mà bữa đó ra mắt xong rồi mình làm một cái quỹ từ thiện của Phi Nhung nhỏ. Phi Nhung sẽ dành cái quỹ từ thiện đó, quý vị ủng hộ CD thì Phi Nhung sẽ lấy cái tiền đó đem xuống trong trường, tất cả những trường xa xôi, để Phi Nhung mua bánh, mua kẹo, mua quần áo cho các con. Cái đó là một cái mà ngày 13 tây tháng 1 là Phi Nhung tâm đắc nhất và đang rất là lo. Nếu mà quý vị ở Hà Nội, mà ra Sài Gòn thì quý vị cứ ghé tới sân vận động thanh niên, nhà văn hóa thanh niên thì sẽ gặp và mình cùng chung vui với nhau. Một năm có một lần có thể mình ăn Tết tất niên. Em nghe nói là hình như cũng được 7-8 ngàn người gì đó. Em cũng chuẩn bị số tiền để em mời hết tất cả ăn tất niên à. Quý vị ở đây ai mà muốn vào xem cái live show đó của chị Phi Nhung thì liên hệ với anh Henry Nguyễn nha, tài trợ hết vé máy bay cho quý vị. Tiền thôi mà mình làm ra nó chứ nó đâu có làm ra mình, chết cũng đâu có mang theo hả Henry. Thôi ra kia đứng đi rồi ai coi mua vé máy bay anh mua giùm đi, làm phước đi rồi để lấy vợ nha. Ở giờ mình hết thời gian rồi, em phải còn làm việc chỗ khác nữa. Vâng, một lần nữa thì xin được chúc bà mẹ nhiều con sẽ có thật nhiều sức khỏe để cống hiến cho cuộc đời. Em xin phép được trở vào sân khấu. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ Phi Nhung sẽ hát hai bài nữa, là Phi Nhung sẽ xin phép Phi Nhung đi, và ở trong còn rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ đang đợi để cống hiến cho quý vị. Và bây giờ thì Phi Nhung sẽ hát bài đầu tiên, đó là bài Vùng Lá Mê Bay, và bài thứ hai là Những Đám Mắt Hòa Châu. Phi Nhung xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin cảm ơn quý vị. Làm gì
Sao hay thôi. Vậy bây giờ mình hát bài Những Đốm Mắt Ngoài Châu nha. Ban nhạc nhanh 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 nhé. Quý vị vui không vậy? Em về Hà Nội là em cảm thấy em tung tăng. Cảm ơn. Hả? Mình về Hà Nội mình cảm giác nhà của mình, tại vì biết sao bà con quá dễ thương mà xem Nhung giống như một đứa con trong nhà. Trời ơi Nhung thích lắm, mỗi lần về Hà Nội là coi như phải nói là mừng hết lớn luôn vậy. Mai mốt làm cái nhà hàng chay về đây tiếp ở luôn. Nha, mà làm cái hàng chay ha, nhà hàng chay. Ok, ban nhạc vô giùm em lẹ em một chút đi. Đó mắt hòa trời.
Cho hát một bài, tại bên kia em còn, nhưng mà không, mà hát một bài này ở đây thôi. Không, em có cái bài này nhưng mà em chưa có xin phép, không biết quý vị có cho em hát không bài. Nhưng mà nghe ở đây thôi, xong mình đừng có ra kia mình đồn. Hát cái lương phong. Mẹ ơi, phận gái 12 bên nước biết bên nào, trong biết sông nào đục, biết rồi hay mai một ngày con xuất gia theo chồng. Mẹ đã nuôi con nên giống nên hình, mười mấy năm mẹ cứ bà má mới nói như vậy nè. Má ơi đừng gả con xa, con về xúc gạo nhiều lần má làm. Chán một bài nữa nha, một bài nữa. Chán một bài nữa thôi, bắn một bài nữa. Bắn nhạc đánh lần cho em đi. Vậy thôi cho em hát chung với Duy Trường đi nha. Duy Trường là bạn thân của Phi Nhung đó quý vị. Lời nữa thì Duy Trường sẽ được kính chào toàn thể quý vị. Bây giờ đứng đây thì là em rồi nha, không có chị. Dạ, em biết rồi. Vậy anh lên cho em một câu vòng cổ ở trong cái gì đó. Tình đẹp Hậu Giang đời. Tình đẹp Hậu Giang hả? Son. Mà ban nhạc đừng có đánh cả đường. Được nhạc, son thôi. Lên một câu thôi rồi. Thì thôi Nhung ơi lưu luyến, mà chỉ yêu đương cũng qua rồi, tình mình giờ cũng sẽ chia ly. Về đi em ơi, đừng gọi tên anh nữa, mà chỉ cho mắt lệ rưng. Tình đẹp Hậu Giang, anh cùng em nhớ nhớ cho bờ. Thôi thôi. Cái này là hứng. Bây giờ mình hát bài Thà Trắng Thà Đen. Thà Trắng Thà Đen. Dạ vâng. Kính mời quý vị cùng thưởng thức Thà Trắng Thà Đen. Và ban nhạc cho suy thứ nha, ngâm thơ. Trường ơi, anh đẹp trai quá. Hồi nãy mà anh Quỳnh ít đẹp hơn anh, đẹp hơn nhiều. Nhớ là trong tuần kia là vai mẹ của Duy Trường đó. Anh cho em làm người yêu của anh, cho em hát. Rồi, rồi. Anh ơi, anh bỏ cái này xuống anh nhắm em nè. Anh nghe em nói nè. Về chung xa xăm, người ơi thôi dính biệt,
các em nha. Một khi mà người phụ nữ người ta đã tức lắm rồi, người ta phải nên nói một câu như vậy nè: chúng mình không còn yêu nhau thì thôi. Có gì mà ngại em ơi, có gì mà đánh gian dối, anh không hề kết tội em đâu. Duyên tình không chọn gieo nếu làm chi, em cũng như anh sướng vui được gì. Chẳng thà đường tình đôi ta, em về chọn tình duyên mới. Còn anh đi cưới vợ là xong. Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi lẻ vàng, kỷ niệm chôn kín trong tim. Đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ, bận lòng chỉ mối duyên hờn. Duyên tình không tròn xa nhau lắm, gian díu chi thêm đớn đau tuổi con. Có gì mà ngại em, chẳng còn gì mà suy tính, tình không thương xin đừng lùi vương. Có gì mà ngại anh ơi, chẳng còn gì mà suy tính, tình không thương. Thưởng thức tất cả các tiếng hát của ca sĩ sau nữa nhé. Xin chào.